Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay sẽ tiết mục chuyên mục cập nhật giá cau. Hôm nay thì giá cau đã có sự đi xuống rồi nhá. Hôm nay thì theo ghi nhận của mình thì giá còn có 5 năm thôi. Cũng nhiều nơi thì mọi người báo về là còn thấp hơn nữa đâu, còn 40 với 30, nhưng ở chỗ mình thì hiện tại đến trong ngày hôm nay thì vẫn đang là giá 50-55 nhá. Đây thì hôm nay thì mình cũng đang đến một vườn cũng không phải số lượng quá nhiều nhưng qua mình quay tròn được. Nhưng mà cũng là một trong những vườn có vườn cây khá là cao ở đằng sau ạ. Đây phía đằng trước này cây bé thôi. Cái đằng sau kia với là các cây lớn này, toàn các cây cao. Đấy, thì không biết ở chỗ mọi người giá như nào nhỉ? Chỗ mình thì giá đang là 50-55 nhá. Đấy. Hôm nay bao nhiêu được chú cả ăn? Vâng. Dạ. 5 năm rồi. Đấy, nói chung là vừa rồi giữ ổn định 6x, hôm nay thì xuống còn 5x rồi, 5 năm rồi. Tiền lấy vào 2 cao thôi. Yeah. Đằng sau nhà bác còn nhiều còng quá hay này, có đằng trước này. Đằng sau nhiều, đó ra đằng sau chứ. Chủ yếu là xung quanh này hả bác? Nói chung là mô hình vẫn là trong xung quanh chủ yếu. Không biết chỗ mọi người giá như thế nào ạ? Chỗ mình thì hiện tại cập nhật đến ngày hôm nay là ngày 26 thì giá là đang là 5 năm nhá. Còn lại sẽ có nhiều người còn đang giật mình là sao chỗ mình giá ăn cao thế. Thực tế là chỗ mình là chỗ khu vực sấy cau trực tiếp nhá, nên có thể giá nó sẽ tốt hơn một chút. Với lại cau của mình nó chất lượng nó cao hơn, có thể nó sẽ cao hơn. Đấy, vườn cau đằng sau này cũng rất nhiều cây cao. Ôi, đằng sau nhà bác này có vườn bưởi ác nhỉ. À, vườn bên cạnh kìa, vườn nhà ai vườn bên cạnh kia cũng nhiều cao hơn. À, góc này nhìn là góc này là góc nhà ông ấy. Đây đấy, đây là nhà ba có một vườn bưởi khá đẹp mọi người. Đó, không biết về cau dạo này mọi người còn thích theo dõi không nhỉ? Mình thì nói thật là chủ yếu hay là quay video chơi về cuộc sống ở vùng quê mình Hải Hậu, Nam Định, là xung quanh Nam Định, Nghĩa Hưng các thứ. Thế là thấy cau sốt quá nên là mình cũng hay làm các video cau. Và tới thì mình sẽ làm các video đa dạng hơn về cuộc sống quê mình hơn nữa. Ủa, nhà bác có một chanh quả to thế nhỉ? Ủa, quả chanh to thế. Ủa, vào đầu chanh chín lắm rồi, chanh chín vàng rồi, không phải. Chanh thấy chín mọng lắm rồi. Chín mọng rồi. Bưởi cũng chín đẹp. Vườn này, này. Thứ ăn đầu tiên à. Cái này là quýt gì bác? Quýt nó chín ăn được cả vỏ cả ruột đây. À, cho ăn thử quả nhá. Ừ. Ăn được chưa bác? Chưa ăn được. Chưa ăn gì không? Nhìn chưa ăn được, hồi Tết. Tết à? Cứ ăn thử xem. Nó trái nạ nhỉ, là trái à? Trái nhìn như trái nhót nhỉ. Quýt này. Trái như trái quýt ơi, trái nhót đấy. Cái này loại gì? Nó chưa chín. Ừ. Này này chắc đã chín ăn đâu mấy ấy. Cái này bác không giống ở đâu ấy? Cái này kiểu gì? 90.000 một cây ấy. Ở trên Hải Đình bán đẩy. À. Nhưng trong, quả chưa Tết hay lắm. Quả này có vẻ được nâu đúng không? Nâu, được nâu. Nếu vàng vậy mà đến tận Tết thì là tận Tết luôn. Cái này cái quýt này. Ừ. Ô, hay phết được. Cái này bỏ riêng cái đồng chí nhá. Ừ, được vào đây nhìn ra là ừ. Lúc mua là bé nó bác mua nâu rồi này bác. Hả? Bác mua nâu rồi. Nó mua cây bé nhỏ mà. Trồng từ mấy tháng rồi. Ý là cũng từ đầu năm à? Cái này chơi Tết. Ừ. Ở trong cái chỗ công chó Hải Ninh bác. Ừ, chú cũng kéo ấy, chú bên Nam được ấy. Ờ, là có quán. Ừ. Bán rồi. Ừ, quýt hay thế. Ừ, quýt hay lắm, nó ăn nó cũng không chịu, cái quýt này ăn rồi. Thế bỏ riêng ấy. Hay phết, đi hai xem cau này, kiếm được thêm mấy quả. Ừ, năm sau thôi. Năm ra năm tới mua mấy cây về trồng chơi Tết được ấy. Dạ, mua chơi Tết thì tốt rồi. À, mua về trồng mới được về, chú lúc này ta bán giống làm sao bán giống to vậy. Thiệt. Ừ, quá. Nó chưa có chín hẳn đấy. Bằng là ông xài vải đẹp đấy. Một bữa này đấy rồi. Đấy cứ cấy nâng dần.
Đấy, nói chung là vườn trồng màu nhiều. Đấy, hàng cau ha. Hàng cau trong kia khả năng năm tới sẽ thu rồi. Cây ăn trái còn cây cây đẹp. Bửa, bửa, nghe các bạn nói bửa. Bửa diễn hả bác? Ừ, bửa diễn, đúng diễn đấy. Đúng diễn nhỉ, nhìn trái là biết. Đúng diễn, đất diễn hồi đại. Này Tết ăn tuyệt vời rồi. Cây kia sai. Bẻ quả về và thử ăn không hả đấy. Ôi trời bác ơi, bẻ quả. Hôm nay nộc ná thế đi. Bẻ quả về mà thử em. Ấy. Đi em xin quả. Buồng cau nào. Cách buồng cây này. Cái quả nào vàng vàng ấy bẻ. Hôm nay nộc ná thế, được đi ăn quýt này còn ăn theo bưởi này, ngoài cứ phải đi theo chú can này, có khi hay có nộc. Bưởi hết tầm. Hết tầm không, vẫn là nào thêm cần nữa. Nộc ná đây. Nộc ná đầy người. Đấy. Đâu à, cái xoài ạ. Ôi ôi, mỗi tội không có quả rồi, không có lại được tí nộc. Có xoài nữa. Và quay ngang ủi cái bưởi cuối cùng kia, cái bưởi cuối cùng kia với ấy à, cái bưởi cuối cùng kia với sai này, cuối vườn, bảo cây cuối vườn này với sai này, cây này chắc phải hơn 100 quả, dã man, cây này có khi phải đến đây này, cây này phải 100 quả, cây này đang sai nhất. Và ấy, cây này mà cho nên chậu trời thì chấm hết. Cũng bưởi diễn rồi. Ông Tiến này ăn nọc theo à? Ông Tiến đều. Ông Tiến này ăn nọc theo rồi. Đi xách cây đó. Đi xách câu đó chứ. Được. Xách câu khi nào nó được cái khoảng độ. Được. Phải khi nào được cứ phải được đầu tạo đầu với hái nó. Hay Tiến đẹp. No. Quả. À rơi vất vào cây bưởi. Thiệt hại. Can quả. Vâng. Tí nghĩa. Vâng. Vâng, tí cháu cứ phải đi review hết cái vườn nhà bác ạ. Xem có gì hay nữa. Đầu nói mai nhớ đi mua cái giống quýt này về trồng năm tới về chơi. Hay. Vâng, nhưng quan trọng nó quả bền bác ạ. Quả nó bền. Vâng, nếu mà vàng tháng sau thứ bác lưới che xương cái này để lâu lắm. À thế là phải che đi ạ. Ừ, che xương đi. Được, cây này đẹp đấy, cây này nhớ đợt tới nên mua đầu năm, cuối năm chơi được. Nhà các bạn chưa có đất nên là đợt tới có đất rồi thì mày ra phải dám trồng. Đi này có cái hay là mỗi biết một các loại cây khác nhau. Ui, thích nhất cây chanh này. Cây chanh quả chấm hết luôn. Quả to, chanh ta. To bằng nửa nắm tay. Sướng đấy, chanh này hơi mọng nước luôn này. Sướng nhất nhà chồng. Có gì chồng đấy ăn uống nó thích. Bưởi, nhà bác ấy có vườn bưởi khá đẹp. Cau thì xung quanh rất là nhiều. Trong cuộc sống ở quê thích mỗi cái là nếu mà có đất vườn rộng này, trồng cây sướng. Ven trái đấy, nạc niếc mai thu này. Không biết có bạn nào có quan tâm về các chăn nuôi khác không? Ví dụ như là ở mình thì có đặc sản là đấy, mùa gặt. Mùa gặt. Gạo tám hải hậu. Đấy, đang đến mùa gặt rồi. Gạo tám hải hậu nhá. Bạn nào thích mua gạo tám hải hậu có thể liên hệ với mình. Đấy, hoặc là cá diêu hồng. Các bạn biết con cá diêu hồng ạ. Cá diêu hồng là nuôi ở mình khá là nhiều. Đấy, hôm đợt tới thì mình sẽ làm video về thu hoạch cá diêu hồng. Khi vào vụ, chắc khoảng sang tháng 10 thì bắt đầu sẽ thu hoạch lộ hơn. Đây là cánh đồng lúa hải hậu ở quê mình nhá. Bạt ngàn luôn. Năm nay thì cũng do đợt bão ra ghi trước ấy, nên là sản lượng lúa sẽ không được cao như mọi năm nhưng mà vẫn ổn. Đấy, đứng cửa cái bưởi này mà cho nên chậu chơi cũng rất đẹp này. Tết là chơi cây về vừa này, có khoảng 10-15 quả là chơi rất đẹp. Ok nhá, mình sẽ xin phép được dừng video tại đây. Video cập nhật giá cau khoảng ngày 26 nhá. Hôm nay giá sẽ là 55 nhá. Ngày mai thì không biết giá sẽ còn lên xuống như nào, nhưng khả năng sẽ là xuống. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật ở video sau nhá. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.